Trang Sina thế hệ đây chia sẻ hình ảnh gây sốt của Giang Tổ Bình Mỹ Nhân từng vào vai Tiểu Đồng trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 1999. Năm nay đã 41 tuổi, Giang Tổ Bình sở hữu nhan sắc trẻ trung, đặc biệt là body cực kỳ bốc lửa. Đôi chân dài gợi cảm cùng dòng một lấp ló được cốt kéo càng gia tăng vẻ gợi cảm của Giang Tổ Bình. Giang Tổ Bình trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Cô nàng sánh vai Tiểu Đồng cải trang nam và ô hầu Chúc Anh Đài. Dốc dáng siêu nóng bỏng của Giang Tổ Bình ở tuổi 41. Đôi chân dài đu nà cùng dốc dáng nóng bỏng khiến người đẹp thu được sự ân cần và lưu ý. Dòng một nóng bỏng, sở ấm của Giang Tổ Bình. Chẳng ai có thể ngờ rằng Giang Tổ Bình lại siêu và trẻ trung thế này ở tuổi 41. Nhiều fan đã so sánh với nàng Chúc Anh Đài Lương Tiểu Băng, nhiều người nhận xét Giang Tổ Bình sở hữu cả sắc lẫn dốc đỉnh hơn cả chủ nhân của mình. Lương Tiểu Băng trên mạng làng hội khá bí mật đáo, chung thủy với phong cách dịu dàng, đầm thắm. Chúc Anh Đài Lương Tiểu Băng. Nguồn